Em đang luộc à, em đang còn nấu nồi nước để chút xíu là làm gà nha cả nhà. Bếp củi của nhà em đây, bếp này bố mẹ em lâu lắm rồi đấy, mấy chục năm rồi đó cả nhà, mấy chục năm rồi nha. Đấy, đây là gọi là kỷ niệm mấy chục năm rồi. Khi sửa lại nhà thì em bảo là mẹ cứ để im nguyên xi bếp vậy cho con. Gan thôi cho bác Hồng. Cho đi, đừng có cái gì nhỉ, đừng có bỏ bếp củi. Có nghĩa là mình muốn để cái bếp củi này để mỗi lần về vẫn có nấu ấy, như nấu cho lợn này đấy, nấu đồ cho lợn cho riếc này, đồ ăn cho gà cho lợn chó, hay là nấu nước làm gà thì mình sẽ nấu bếp củi thì nó ngon hơn chứ gì. Kho cá nó cũng phải ngon chứ cả nhà, kho cá với bếp củi thì nó cũng ngon nha. Lâu lắm rồi đó. Bếp này lâu rồi, nhìn là biết rồi nha. Nếu ai nhà ai có bếp củi là biết là bếp này lâu đời lắm rồi. Này, gạch là bùng hết rồi này, đấy, gạch bùng hết rồi, đấy, gạch bùng hết rồi này. Đấy. Mới đẻ trứng cả nhà. Đây, đẻ trứng đây. Em này cũng đang đẻ đây. Quá trời gà luôn. Cây này là cây cây gì á, quên rồi, cây quất hồng bì. Cây quất hồng bì cho em đây. Ngoài này là nguyên một vườn rau. Vườn rau.